Phòng ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất và xin được chúc cho chương trình ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước tiên ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu tham dự chương trình ngày hôm nay. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Visit Hải Phòng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông S. Minh Trang, phó tổng giám đốc công ty Mr. S. Minh Trang, Deputy General Director of VSID Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Vũ Phương Nga, trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lã Hoàng Việt, trưởng phòng marketing dự án đô thị. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đại diện lãnh đạo đến từ công ty An Lạc, chính là ban quản lý dự án Dow Homes Hải Phòng. Và cùng với sự hiện diện của tất cả quý vị, những khách hàng thực thiết và rất quan trọng của công ty Visit, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay chính là sự thành công cho chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, dự án Dow Homes Hải Phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Visit làm chủ đầu tư đã được chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2020, và trải qua hơn một năm xây dựng thì đến nay 519 căn bao gồm nhà liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập đã được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Với tư cách là chủ đầu tư, công ty Visit xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị đã tin tưởng và lựa chọn dự án Dow Homes Hải Phòng là điểm dừng chân cho mái ấm của mình. Và chúng tôi tự tin rằng sẽ mang tới cho cư dân tại đây một môi trường sống trọn vẹn, trong lành, cùng với những trải nghiệm tuyệt vời, những tiện ích, những dịch vụ hiện đại và chất lượng. Và ngay sau đây sẽ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông S. Minh Trang, phó tổng giám đốc của công ty, sẽ lên sân khấu để có những lời phát biểu gửi tới tất cả quý vị. Please welcome Mr. S. Minh Trang, Deputy General Director of VSIB Hải Phòng, come to the stage to have a speech. Please welcome. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. On behalf of VSIB Hải Phòng, I would like to express my sincere, great honor to have you all joining us today in this beautiful Sunday morning for Dow Homes handover, property titles and appreciation ceremony. And I'm very happy to congratulate all of you for your new homes today. Last but not least, I would like to wish all the participants here today happiness and good health. Thank you very much for your participants and have a beautiful Sunday. Và thưa quý vị, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn được gửi lời chúc mừng hạnh phúc, sức khỏe và thành công tới tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được chúc quý vị có một buổi sáng chủ nhật thật nhiều niềm vui. Mr. Edmund Chung, Deputy General Director of VSIB Hải Phòng, for your meaningful speech. Xin được cảm ơn ông Edmund Chung, Phó Tổng Giám đốc của công ty Visit Hải Phòng, với những lời chia sẻ rất là chân thành và nhiều ý nghĩa đã vừa gửi tới tất cả quý vị. Và ngay sau đây, tiếp tục chương trình thì ban tổ chức của chúng tôi muốn được lắng nghe những lời chia sẻ, những ý kiến đến từ những cư dân đầu tiên tại dự án Dow Homes Hải Phòng. Vâng, và ngay sau đây thì đại diện đầu tiên của cư dân Dow Homes Hải Phòng chúng tôi muốn được mời lên sân khấu, đó là ông Phạm Quang Thảo. Xin được một tràng vỗ tay để chào đón ông Phạm Quang Thảo. Xin mời ông. Muốn chia sẻ với tất cả các quý anh chị thì nhiều đến nhà cô nhà. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành đến từ ông Thảo. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin được thay mặt cho Visit Hải Phòng, xin được chúc ông Thảo cùng với gia đình của mình sẽ thật là nhiều sức khỏe và sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc cũng như là thật là hài lòng tại dự án Dow Homes Hải Phòng do công ty Visit làm chủ đầu tư. Vâng, thưa quý vị thân mến, và như tất cả quý vị cũng đã biết thì công ty trách nhiệm hữu hạn Visit của chúng tôi đã trải qua một hành trình, đó là hơn 13 năm hình thành và phát triển. Và nếu như mà quý vị đã có dịp đặt chân tới nơi đây hơn 13 năm về trước, và ngày hôm nay quý vị quay lại nơi này, chắc hẳn là quý vị sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi diện mạo của Visit đã hoàn toàn thay đổi. Và dự án Dow Homes Hải Phòng thì đã góp phần không nhỏ vào trong sự thay đổi ấy. Toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty Visit cùng với các nhà thầu đã miệt mài làm việc, thi công để đảm bảo được uy tín về tiến độ xây dựng, cũng như là để cam kết với tất cả những khách hàng không chỉ là cung cấp
những sản phẩm bất động sản chất lượng mà còn kiến tạo một môi trường sống trọn vẹn và an lành. Và để cùng nhau nhìn lại quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án Bao Hôm Hải Phòng thì ngay sau đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng hướng về màn hình sân khấu để chúng ta sẽ cùng theo dõi một video. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Và chúng tôi xin được cảm ơn sự tập trung theo dõi của tất cả quý vị với video giới thiệu về dự án Bao Hôm Hải Phòng. Và chúng ta có thể thấy rằng đây thực sự là một dự án đáng sống và đáng mơ ước. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung chính, nội dung quan trọng nhất của sự kiện ngày hôm nay, đó chính là phần lễ trao quà tri ân, trao hoa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các vị khách hàng của dự án Bao Hôm Hải Phòng. Vâng, và trước tiên thì chúng tôi xin được tri ân tới những vị khách hàng thân thiết đã ủng hộ và đồng hành cùng với dự án Bao Hôm trong suốt thời gian vừa qua. Xin được trân trọng kính mời các vị khách hàng có tên sau. Xin mời ông Nguyễn Văn Phước, ông Đoàn Văn Khang, xin được mời ông Lê Hiếu Sơn, bà Trần Thị Lời và xin được mời bà Nguyễn Thị Linh. Xin trân trọng kính mời ông bà. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Admin Trang, Phó Tổng Giám đốc của công ty V-Zip. Xin được trân trọng kính mời bà Vũ Phương Nga, trưởng phòng chăm sóc khách hàng của công ty V-Zip sẽ trở về sân khấu để trao quà tri ân, trao hoa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng của dự án Bao Hôm Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy là sự kiện lễ tri ân khách hàng của dự án Bao Hôm Hải Phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Zip làm chủ đầu tư đến đây đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và chúng tôi xin phép được khép lại chương trình. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã tạo nên thành công cho sự kiện ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn sự tin tưởng của quý vị đã lựa chọn dự án Bao Hôm Hải Phòng. Xin được kính chúc quý vị cùng với gia đình của mình thật nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc và thành công. Và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui.